Christine from New East School. Welcome to our English class. I'm very happy to see all of you. How are you today? Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với khóa học tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ Như Ý nha. Các em có khỏe không nè? Rồi, các em hiện đang học starters, movers, pliers ơi. Các em đã nắm được hết ngữ pháp tiếng Anh chưa? Hay là các em đang còn mơ hồ chỗ nào không nè? Hoặc là các em đang gặp khó khăn trong vấn đề học ngữ pháp? Vậy thì đây chính là khóa học dành cho các em. Và sau khi tham gia khóa học tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ Như Ý thì các em sẽ đạt được những mục tiêu như sau ha. Đầu tiên thì khóa học sẽ giúp cho các em học được cách viết đúng câu và hiểu rõ ngữ pháp nè. Bên cạnh đó thì khóa học cũng sẽ giúp giải đáp tất cả những khó khăn trong vấn đề học ngữ pháp mà các em đang gặp phải ha. Và cuối cùng cũng như là quan trọng nhất là các em sẽ được học các kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh mà sẽ giúp cho các em có thể đạt được điểm cao trong các bài thi starters, movers và pliers nè. Và để có thể đạt được những hiệu quả như vậy thì các em hãy theo dõi tất cả các video bài giảng của khóa học này nha. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học đầu tiên ngày hôm nay với cô nha. Let's go! Chào mừng các em đã quay trở lại bài học với cô nha. Ở bài học trước thì cô đã giảng cho các em là khi mà mình muốn nói tôi có một cái gì đó thì mình sẽ nói là I've got. Rồi tôi không có một cái gì đó các em sẽ nói là I haven't got, đúng không nè? Vậy khi mà các em muốn hỏi là bạn có một cái gì đó không thì em sẽ hỏi như thế nào đây ta? Các em có biết không nè? Vậy hãy cùng vào bài học với cô ngày hôm nay để tìm hiểu nha. Have you got your lunchbox? Have you got your lunchbox? Con có hộp đồ ăn trưa của con không? Have you got your books? Have you got your books? Con có những quyển sách của con không? Have you got your pencil case? Have you got your pencil case? Con cất cái giấy bút của con không? Yes, I have. Yes, I have. Dạ, con có. Have you got your shoes? Have you got your shoes? Con có đôi giày của con không? No, I haven't. No, I haven't. Không, con không có. Have you got is a yes no question. Have you got là một câu hỏi yes no nè. We can use it to ask about the things people have. Chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi have you got để các em sẽ hỏi bạn của các em hoặc là người mà các em đang nói chuyện là họ có một cái gì đó không nha. Yes, I have and no, I haven't are short answers. Yes, I have và no, I haven't là những câu trả lời ngắn. We can use them if the question begins have you got. Chúng ta sẽ sử dụng chúng để trả lời khi mà câu hỏi của chúng ta bắt đầu bằng have you got. Cô nhắc lại ha, khi mà câu hỏi của chúng ta bắt đầu bằng have you got thì các em sẽ có hai cách trả lời nha. Nếu có thì các em sẽ trả lời cho cô là yes I have, còn nếu không có thì các em sẽ trả lời là no I haven't. Rồi, cô có một lưu ý ha, no I haven't sẽ bằng với no I have not. No I haven't là viết tắt của no I have not. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 4, match, nối. Ở bài tập này thì các em sẽ đọc câu hỏi, nhìn hình và nối vào đáp án đúng cho cô nha. Cô có ví dụ number 1 cho các em nè. Have you got an orange? Bạn có một quả cam không? Rồi, các em nhìn hình cho cô ha. Ở đây người ta có một dấu tích đúng không nè? Dấu tích tức là có. Vậy thì mình sẽ nối vào đáp án yes, I have. Tương tự như vậy, các em hãy làm những câu còn lại cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Đã hết thời gian rồi ha, cùng với cô sửa bài tập này nha. Number 2, have you got your pencils? Ở đây là your cross đúng không nè? Vậy thì đáp án của mình là no, I haven't. Number 3, have you got a drink?
Ở đây là dấu tích nè. Vậy thì là yes, I have. Cuối cùng number 4 nè. Have you got your sandwich? Dấu cross ha. Vậy thì đáp án cuối cùng của mình là no, I haven't. Các em có nói giống như cô không nè? Good job. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bài tập số 5 nè. Write the words in the correct order. Make questions. Ở bài tập này thì các từ của cô đã bị xáo trộn rồi ha. Các em hãy sắp xếp lại sao cho thành một câu hỏi hoàn chỉnh cho cô nè. Cô có ví dụ number 1. Câu hỏi hoàn chỉnh của cô có là have you got a lunchbox? Rồi, tương tự như vậy các em hãy sắp xếp những câu còn lại sao cho thành một câu hỏi hoàn chỉnh cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành nè. Các em làm xong chưa nè? Cùng với cô sửa bài tập này nha. Rồi, number 2. Câu hỏi của mình là have you got sandwiches? Rồi, number 3. Have you got an egg? Cuối cùng, number 4. Have you got a banana? Các em có làm giống đáp án với cô không nè? Well done. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 6 nha. Look and write. Ở bài tập này thì các em hãy đọc câu hỏi, sau đó điền câu trả lời là yes, I have hoặc là no, I haven't vào những chỗ trống cho cô nha. Rồi, các em nhìn hình ha. Alison đang gọi điện cho bố nè, hỏi xem là bố đang có những đồ ăn trưa gì. Vậy nếu đồ ăn trưa của bố ở đây có thì các em sẽ điền yes, I have. Còn nếu những đồ ăn trưa mà bố không có thì các em sẽ điền no, I haven't vào cho cô ha. Cô có ví dụ number 1 nè. Have you got a banana? Rồi, bố có quả chuối không các em? À, ở đây ha, có đúng không nè? Vậy thì câu trả lời của mình sẽ là yes, I have. Tương tự như vậy, các em hãy làm những câu còn lại cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành nè. Thời gian rồi ha, cùng với cô sửa bài tập này nha. Number 2. Have you got an egg? Rồi, không có đúng không nè? Không có quả trứng nào hết. Vậy thì mình sẽ điền no, I haven't. Number 3. Have you got a biscuit? Có không các em? À, cũng không có luôn đúng không nè? Câu trả lời là no, I haven't. Number 4. Have you got a sandwich? Có đúng không nè? Ở đây có một cái sandwich ha. Yes, I have. Number 5. Have you got a drink? Có đây đúng không nè, các em có drink ha. Vậy mình sẽ điền yes, I have. Cuối cùng, number 6. Have you got an apple? Không có luôn đúng không nè, bố không có quả táo nào hết. Vì vậy câu trả lời là no, I haven't. Các em có làm giống đáp án với cô không nè? Excellent. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của ngày hôm nay nha. Bài tập số 7. Look and write. Ở bài tập này thì cô sẽ có 3 hộp đồ ăn trưa ở đây ha. Của bạn Jamie, bạn Emma và bạn Daphne. Rồi, mỗi câu cô sẽ có 2 bạn nói chuyện với nhau nè. Một bạn hỏi và một bạn trả lời nha. Các em hãy nhìn hộp đồ ăn trưa của các bạn xem là bạn có đồ ăn nào thì các em điền vào. Còn nếu không có thì các em sẽ điền no, I haven't. Có thì mình điền yes, I have vào cho cô nha. Cô có ví dụ number 1 cho các em nè. Bạn Emma hỏi ha. Have you got a pear? Bạn có một quả lê không? Rồi, bạn Jamie trả lời nè. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào hộp đồ ăn trưa của Jamie nha. Rồi, Jamie có quả lê đúng không nè? Có thì mình sẽ điền yes, I have vào nha. Có, từ có. Tương tự như vậy, các em hãy làm những câu còn lại cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã làm xong chưa nè? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập này nữa nha. Number 2. Bạn Jamie hỏi nè.
Have you got a biscuit? Bạn Dev trả lời, mình nhìn vào ha. Yes, I have. Number 3. Emma hỏi, have you got a pear? Bạn Dev trả lời, rồi mình nhìn vào ha. No, I haven't. Không có, đúng không nè? Number 4. Bạn Dev hỏi, have you got a sandwich? Bạn Jamie trả lời ha. Nhìn vào xem có không các em? À, không có đúng không nè? No, I haven't. Number 5. Jamie hỏi, have you got a sandwich? Bạn Emma trả lời, có ha. Yes, I have. Cuối cùng, number 6. Bạn Dev hỏi, have you got a pear? Rồi, bạn Emma trả lời, có đúng không nè? Câu trả lời của mình sẽ là yes, I have. Các em có làm đúng không ta? Vậy là chúng ta đã vừa học xong unit 9 rồi nè. Ở unit này thì các em đã được học I've got và I haven't got đúng không nè? Và cách đặt câu hỏi have you got cùng với cách trả lời yes, I have và no, I haven't. Các em học rất là tốt. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của cô ngày hôm nay nha. Nếu các em có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với cô qua những thông tin trên màn hình này nha. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo nè. Goodbye!